xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh channel mình nha. Chỉ thích cái này thôi. Đấy, chỉ thích đi tàu này. Đấy. Tàu đẹp không? 3 4 Làm sao? Đố một người ngồi đấy đi. Làm sao? Làm sao?
Phó Ban Dân vận tỉnh Bắc Giang. 5. Bà Dương Thị Thủy, nguyên ủy viên huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa huyện Tân Yên, đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin giới trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Ban quản lý Nghèo Hoa xã An Dương, đoàn đại biểu đại diện cho Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Chùa Ngô Xá. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho Ban quản lý Nghè Châu. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân thôn Yên, thôn Hậu, thôn Muộn A, thôn Muộn B, thôn Ngọc Yên Ngoài, thôn Vàng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Xuân Tân 1, thôn Cầu Tẩy, thôn Đồng Lời, thôn Đức Hiệu, thôn Trông Hè, thôn Linh Thẳng, thôn Linh Miễu, thôn Ngánh, Linh Ngọc Châu. Đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông bà là trọng tài các bộ môn môn vật: ông Dương Văn Sản, ông Dương Văn Cảnh, ông Dương Văn Tường, ông Dương Văn Hùng; môn bóng chuyền hơi: ông Dương Văn Sử, ông Nguyễn Văn Lục, ông Dương Văn Nhịp, bà Nguyễn Thị Tâm; môn đập nghiêng: bà Hoàng Thị Bằng, bà Nguyễn Thị Thúy. Tốt đẹp. Con nào màu hồng? Nhưng mà làm lại hơi lâu. Chàng thanh niên này rất là khéo nhỉ. Anh là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 23. 2023 à? Vâng. 2023 ít tuổi. Ít tuổi mà khéo tay nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân sinh của mày.